Xin kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi chương trình đọc hôm nay của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng Trà Xanh Không Độ. Chương trình hôm nay, ngày 9 tháng 7 năm 2024 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Kêu gọi bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC và các bị cáo đầu thú. Bỏ giấy xác nhận tình trạng hôn nhân khi kết hôn có hợp lý? Tòa án dân thành phố Hồ Chí Minh vừa phát đi thông báo liên quan đến vụ án xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế, công ty AIC, Trung tâm Công nghệ sinh học thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định đưa vụ án ra xét xử đối với 14 bị cáo bị truy tố về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại công ty AIC, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Công nghệ sinh học. Tổng cộng 14 bị cáo bị đưa ra xét xử, trong đó có 4 bị cáo là Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty AIC, Trần Mạnh Hà, Phó Tổng giám đốc công ty AIC, Đỗ Văn Trường, Tổng giám đốc công ty cổ phần MoFa và Trần Đăng Tấn, trưởng văn phòng đại diện công ty AIC tại thành phố Hồ Chí Minh đang bị truy nã. Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành thông báo kêu gọi 4 bị cáo này ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, hợp tác với các cơ quan tiến hành tố tụng để đảm bảo quyền bào chữa, quyền tự bào chữa theo quy định tại điều 16, điều 61 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015. Trong trường hợp không ra trình diện hoặc đầu thú thì coi như các bị cáo từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị xét xử vắng mặt. Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa mở phiên hòa giải đối với vụ án tranh chấp về thừa kế tài sản và đòi nhà cho ở nhờ liên quan đến việc tranh chấp di sản của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo về việc hòa giải gửi đến nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung, em ruột của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan, con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan gồm bà Lê Thị Hồng Phượng, cháu ruột của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, ông Võ Thành Nhiêu, em ruột của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, văn phòng công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến, Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận và một số cá nhân sống tại địa chỉ số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận. Phía nguyên đơn, bị đơn cùng người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đều có mặt tại phiên hòa giải. Bị đơn Hồng Loan trình bày đã cung cấp đầy đủ tài liệu chứng cứ chứng minh bà là con hợp pháp cũng như là hàng thừa kế thứ nhất. Bị đơn đề nghị tòa không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của phía nguyên đơn, đồng thời bị đơn đề nghị tòa chấp nhận yêu cầu phản tố của bà về việc yêu cầu bà Hồng Nhung và bà Hồng Phượng di dời toàn bộ tài sản của họ ra khỏi nhà số 5 Đoàn Thị Điểm. Theo nguồn tin của PLO, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương vừa phối hợp với các đơn vị bắt giữ thành công Dương Đình Luyện, 39 tuổi, trú tại khu dân cư Mật Sơn, phường Chí Minh, thành phố Chí Linh, nghi phạm sát hại mẹ vợ và vợ cũ ở phường Văn An, thành phố Chí Linh, Hải Dương hôm 23 tháng 6 vừa qua. Trước đó, ngày 4 tháng 7, Công an thành phố Chí Linh, Hải Dương thông báo sẽ thưởng 500 triệu đồng cho người dân cung cấp thông tin có giá trị để bắt được Dương Đình Luyện. Như PLO đã đưa tin, chiều ngày 23 tháng 6, do mâu thuẫn, Dương Đình Luyện điện thoại gọi vợ cũ về nhà nói chuyện. Sau đó, Luyện chạy ô tô bán tải màu xanh, chưa rõ biển số, đến nhà mẹ vợ ở phường Văn An, thành phố Chí Linh. Tại đây, Luyện ra tay sát hại cả mẹ vợ lẫn vợ cũ của mình rồi bỏ trốn. Sau đó, công an treo thưởng nửa tỷ đồng cho ai cung cấp thông tin có giá trị để công an bắt giữ Luyện. Cầu Phước Long và cầu Rạch Đĩa là hai cánh tay nối quận 7 và huyện Nhà Bè. Hai dự án giao thông quan trọng này kỳ vọng sẽ giải quyết được bài toán giao thông cho khu vực. Đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công tác bồi thường dự án cầu Phước Long ở quận 7 và huyện Nhà Bè đã hoàn thành hồi tháng 12 năm 2023. Phần điện đã di dời bàn giao mặt bằng thi công trụ cuối hồi ngày 19 tháng 4. Dự án cầu Phước Long có sản lượng toàn công trình đạt khoảng 71%, dự kiến hoàn thành toàn bộ tháng 12 năm 2024. Về dự án cầu Rạch Đĩa, Ban Giao thông đánh giá công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư đã hoàn thành, bàn giao 100% mặt bằng hồi tháng 9 năm 2023. Công tác di dời hạ tầng kỹ thuật đã hoàn thành, bàn giao 100% mặt bằng vào tháng 10 năm 2023. Dự án cầu Rạch Đĩa có sản lượng toàn công trình đạt khoảng 70%, dự kiến hoàn thành toàn bộ công trình tháng 12 năm 2024. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có tờ trình gửi Hội đồng nhân dân thành phố về ban hành nghị quyết quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2024-2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, từ năm học 2024-2025, Hội đồng nhân dân thành phố phải điều chỉnh mức thu học phí bằng mức thu học phí của năm 2021-2022 theo quy định tại nghị định số 97/2023. So với năm ngoái, các bậc học đều giảm học phí, trong đó trung học cơ sở giảm học phí gấp 5 lần.
Mức học phí từ năm học 2024-2025 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên phải xây dựng mức thu học phí trên cơ sở định mức kinh tế, kỹ thuật, định mức chi phí trên Ủy ban nhân dân để đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố xem xét phê duyệt. Đối với cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở đào tạo khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông được áp dụng mức học phí tương đương với mức học phí của cơ sở giáo dục phổ thông công lập cùng cấp học trên địa bàn. Mức thu học phí theo hình thức học trực tuyến, học online bằng 50% mức thu học phí của các cơ sở giáo dục công lập đã được ban hành. Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Điểm tin. Quý vị có những thông tin nóng, hấp dẫn, hãy gửi về chúng tôi theo địa chỉ email nonghomnay@phapluattp.vn. Những thông tin có hình ảnh và video chất lượng sẽ được phát trên chương trình Nóng Hôm Nay và nhận được nhuận bút hấp dẫn từ chương trình. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Nhận định. Vượt đường dài mà chính người mời ý, thở căng thẳng mệt mỏi, trà xanh không độ, tuyển chọn từ trà Thái Nguyên tươi, giàu vitamin C và EGCG. Thức sảng khoái. Hey, cùng xe chai để chọn hướng đi. Chính người đây cùng một ý, hãy uống trà xanh không độ mỗi ngày, không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống. Thưa quý vị, Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực. Một trong những nội dung đáng chú ý được nhiều bạn đọc hết sức quan tâm mà Bộ Tư pháp đề xuất đó chính là bỏ quy định về việc nộp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân khi làm thủ tục đăng ký kết hôn hoặc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài. Liên quan đến vấn đề này, trong chuyên mục Nhận định ngày hôm nay, chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với Thạc sĩ Lưu Đức Quang, Trường Đại học Kinh tế Luật Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa ông có nhận định như thế nào về đề xuất bãi bỏ quy định nộp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân khi làm thủ tục đăng ký kết hôn ạ? Và nếu như không có giấy xác nhận tình trạng hôn nhân khi đăng ký kết hôn thì cơ quan có thẩm quyền sẽ phải xác nhận tình trạng độc thân thông qua kênh nào ạ? Đề xuất này của Bộ Tư pháp có thể nói là một đề xuất rất là tiến bộ, đáp ứng yêu cầu về mặt chuyển đổi số trong quản trị công, đồng thời thì đảm bảo tốt hơn cái cơ sở vật chất để giúp cho việc thực hiện quyền của công dân, trong trường hợp này là quyền kết hôn. Và tất nhiên thì nó cũng tăng cường cái hiệu quả của nền hành chính quốc gia, hướng tới một cái nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm, vì sự phát triển lành mạnh của xã hội. Và nếu mà đứng trước những yêu cầu của người dân đối với việc đăng ký kết hôn, thì trước đây cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu công dân phải cung cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Thì bây giờ nếu không có loại giấy tờ này thì cơ quan nhà nước hoàn toàn có thể truy cập, khai thác trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bởi vì trong cái cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì có một nội dung đó là tình trạng hôn nhân của công dân. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ngoài mục đích là để sử dụng đăng ký kết hôn thì còn sử dụng vào các mục đích khác như là thủ tục du học, vay vốn, xin visa. Trong khi đó thì không phải tất cả các cơ quan ở trong nước đều có thẩm quyền khai thác thông tin tình trạng hôn nhân từ cơ sở dữ liệu hộ tịch và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Vậy thì chúng ta cần phải làm gì để có thể thực hiện các thủ tục này ạ? Trong trường hợp này thì chúng ta cần thực hiện đồng bộ những giải pháp căn cơ. Thứ nhất đó là phải tăng cường xây dựng cái cơ sở dữ liệu chuyên ngành trong các lĩnh vực. Và tất nhiên cùng với việc xây dựng cái cơ sở dữ liệu này thì phải số hóa nó. Thứ hai đó là cần phải chia sẻ cái cơ sở dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước. Và thứ ba đó là cần phải hợp lý hóa cái thẩm quyền truy cập và khai thác cái cơ sở dữ liệu này. Thì nếu chúng ta thực hiện đồng bộ những giải pháp, một số giải pháp như vừa mới nêu thì có thể giải quyết được cái tình trạng là các cơ quan
thì buộc phải khai thác cái thông tin mà mình cần cần biết từ phía công dân, chứ không phải là từ phía cái cơ sở dữ liệu chung của quản lý nhà nước. Như vậy ở đây chúng ta phải thừa nhận rằng có cái cơ sở dữ liệu chung quốc gia về dân cư là cơ sở dữ liệu chung, nhưng bên cạnh đó thì còn có các cơ sở dữ liệu chuyên ngành trong các lĩnh vực, ví dụ như là quản lý đất đai, ví dụ như là quản lý về hộ tịch. Thưa ông, dự thảo nghị định do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo còn đề xuất bỏ quy định xuất trình giấy chứng nhận kết hôn của cha mẹ khi làm thủ tục đăng ký khai sinh cho con. Ông có ý kiến gì về đề xuất này ạ? Theo chúng tôi thì cái đề xuất này nó không chỉ là phù hợp với tinh thần chuyển đổi số như vừa mới nêu, mà nó cũng phù hợp với thực tiễn quản lý nhà nước về công tác hộ tịch. Bởi vì cơ quan đăng ký kết hôn và cơ quan đăng ký khai sinh thì là hệ thống các cái cơ quan hành chính tư pháp được tổ chức đồng bộ từ trung ương xuống địa phương, từ Bộ Tư pháp, rồi Sở Tư pháp, rồi Phòng Tư pháp, rồi Ủy ban dân các cấp. Thì cái việc đây có thể nói là một cái hoạt động điều chỉnh thủ tục nội bộ giữa các cái cơ quan hành chính tư pháp các cấp mà thôi. Do vậy nó càng không có cái vướng mắc hay trở ngại gì ở đây. Xin cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi. Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục nhận định cũng đã hết. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục ý kiến bạn đọc. Kính thưa quý vị, Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh luôn là người bạn đồng hành cùng quý bạn đọc, hỗ trợ và tư vấn giúp bạn đọc giải quyết nhiều vấn đề trong đời sống. Mỗi ngày chúng tôi đều nhận được rất nhiều thông tin phản ánh của quý bạn đọc. Trong chuyên mục ý kiến bạn đọc ngày hôm nay, xin được điểm qua một số nội dung phản ánh mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Chúng tôi đã tiếp nhận thông tin của bạn đọc Trần Thanh Hồng gửi qua fanpage Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh PLO.vn phản ánh, người nhà của anh bị tai nạn giao thông trên đường đi làm về, người gây tai nạn rời khỏi hiện trường, người nhà của anh được người dân đưa đi cấp cứu đến nay vẫn chưa tỉnh. Anh Hồng thắc mắc giờ gia đình phải liên hệ cơ quan nào để được hỗ trợ tìm người gây ra tai nạn. Bên cạnh đó, chúng tôi có tiếp nhận đơn thư của bạn đọc Lữ Thị Mai phản ánh, bà đi thuê nhà thì được chủ nhà cho biết đang cần tiền chữa bệnh cho chồng. Chủ nhà thỏa thuận giao cho bà 2 năm, bà giao 430 triệu cho chủ nhà. Hết 2 năm thì bà trả lại nhà, chủ trả lại tiền. Khi bà vào ở được vài tháng thì có người khác đến tự xưng là chủ nhà và yêu cầu bà phải trả nhà. Bà liên hệ với chủ nhà thì người này né tránh rồi cắt đứt liên hệ. Bà Mai mong báo phản ánh để không có thêm những nạn nhân khác rơi vào hoàn cảnh như bà. Khi nhận thông tin phản ánh, chúng tôi đã nhanh chóng chuyển phóng viên tìm hiểu hoặc chuyển cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và trả lời sớm nhất cho quý bạn đọc. Quý vị thân mến, chương trình nóng hôm nay, ngày 9 tháng 7 của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh xin phép được khép lại tại đây. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên plo.vn, đồng thời được phát lại trên các kênh Facebook, YouTube của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng Trà Xanh Không Độ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.